Tâm lý chung trong bất động sản lúc này đó là lo sợ và không thiết tha gì về bất động sản. Anh em thân mến, thì cái lo sợ của anh em ấy là sợ chúng ta không có tiền để mà sở hữu bất động sản thôi. Và câu chuyện này trước cũng có chia sẻ trong một số cái video rồi. Để mà anh em thân mến này, các cái rủi ro trong bất động sản đó là anh em mua phải đất đu đỉnh, đi vay ngân hàng mà mua phải đất đu đỉnh. Thứ hai là anh em mua phải đất tranh chấp. Thứ ba là anh em mua đất tính quy hoạch. Thứ tư là phong thủy đất nó xấu. Và thứ năm là mua không sổ đỏ. Về cơ bản thì nó sẽ có 5 cái rủi ro lớn nhất trong bất động sản là như vậy. Còn một số cái rủi ro như là kiểu như là mình đi đặt cọc xong rồi họ bùng kèo, họ không bán, rồi họ tiêu tiền mất của mình. Hay là các bạn mua đất kiểu như là đấy, không có hình cái tài sản hình thành trong tương lai ấy, thì các bạn sẽ gặp cái rủi ro là đợi mãi không có sổ, 3 năm, 5 năm, 7 năm không có sổ. Cái thông thường nếu theo đúng luật thì khi bạn mua một cái mảnh đất mà hình thành trong tương lai, sau trong tương lai ấy, thì thường 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 tối đa chỉ 2 năm nó có sổ thôi. Nhưng vì một cái số lý do mà ví dụ chủ đầu tư họ không ok lắm thì nó mới lâu ra sổ, hay là vì một cái chính sách của nhà nước dẫn đến cái việc mà cái mảnh đất mà bạn mua, cái căn hộ mà bạn mua nó không ra sổ mà thôi. Chứ còn về cơ bản mà khi bạn mua đất bạn đã check quy hoạch mà nó không dính quy hoạch thì bạn không phải lo lắng vấn đề gì cả. Không dính quy hoạch, có sổ đỏ trong tay và mua với cái giá lúc mà không không đu đỉnh, có nghĩa là mua khi trầm lắng ấy, mua được cái giá tốt và không đi vay, thì bạn chẳng phải lo lắng cái điều gì cả, ngoài tránh 5 cái rủi ro trong bất động sản nó ra. Sổ đỏ cầm trong tay rồi, thiếu tiền thì đi vay ngân hàng, cần tiền thì đi vay ngân hàng chẳng hạn như vậy, có sổ đỏ thì thanh khoản lúc nào chẳng được. Nhưng chúng ta cái vấn đề là chúng ta bị, bởi vì những người mà đã dị ứng về bất động sản bây giờ ấy thì là anh em đã bị mất tiền trước đấy rồi. Trước đấy là mất tiền do mua phải đu đỉnh, hay là mua phải đất tranh chấp, hay là mua dính quy hoạch, vậy anh em mất tiền rồi thì anh em bị dị ứng thôi. Thế còn một số anh em mà không hiểu về bất động sản cứ nghĩ rằng là ông kia chết đấy, mình đừng có vào, vào chết theo người ta đó, bởi vì ông đi trước mà nhà ông có tiền đấy mà ông còn mất, mình vào sau là mình biết gì đâu rồi mà lao vào làm gì, rẻ cũng không lao, cứ quyết là như thế. Cái câu chuyện là người ta mất, bạn tránh được 5 cái rủi ro mà trước vừa nói và mua cầm cái sổ đỏ trong tay rồi, chả phải lo lắng vấn đề gì cả, nói thật luôn. Mà mua bằng cái tiền mặt của mình ý, thì không phải lo vấn đề là bao giờ đất nó lên đâu, có tiền mặt mà mua đi mua đất thì chả cái gì ngon bằng anh em. Mà trích đi các quy hoạch, tránh được các cái rủi ro trong bất động sản, mua lúc trầm lắng như bây giờ thì là ok. Ê, video trước thì trước có nói là thời điểm này ý, là thời điểm chúng ta mua tốt này. Thế anh em đừng mua cái lúc sốt, chúng ta mới vào bất động sản mà chúng ta không hiểu về bất động sản. Video là dành cho những anh em mới vào bất động sản nhé. Thế còn anh em nào làm rồi thì có thể là biết đâu chắc chắn được cái gì, chờ chia sẻ một trước thì tốt. Nhưng mà anh em mới vào ấy, thì cái lúc mà chúng ta chưa hiểu biết thì chúng ta mua lúc nó rẻ này thì lo cái gì đâu. Mua lúc đất rẻ này, sổ đỏ cầm tay này, nhờ ai đó check quy hoạch cho, không biết là lên mạng tìm cách check quy hoạch. Nó hỏi anh em địa chính, cái này có dính quy hoạch gì không? Dính quy hoạch thì anh em bị thu hồi đền bù, nó không được bằng số tiền mà mình mua thôi. Thế vậy thì như có một số video trước nói là cái điều đáng đáng ngại nhất của anh em bây giờ là không có tiền để mà mua thôi, chứ còn mua bây giờ chứ còn lo là gì đâu. Đấy, anh em mất tiền thì nó có những nguyên nhân mà anh em mất tiền rồi, còn anh em mà theo kiểu mà mình không tìm hiểu, nói thật rằng không cái gì chắc chắn bằng đất. Anh em mua cổ phiếu hay là trái phiếu thì công ty nó phá sản anh em mất, chứ còn mua đất thì mất ấy. Nếu mà anh em cầm sổ đỏ rồi trích mọi cái, nói thật ra chỉ có như ông cụ Ukraine thì mới mất mới sợ thôi, chứ còn Việt Nam mình bây giờ quá an toàn, quá tin tưởng vào đất nước để mà sở hữu mảnh đất, chả phải lo lắng cái gì cả. Sổ đỏ trao tay vận may sẽ đến, bạn để 10 năm 20 năm thì kiểu gì nhân vài chục lần. Ưu tiên những mảnh đất sang vùng ven giá rẻ thì đừng, anh em đừng có mua những mảnh đất mà mặt phố hay là gì đấy, nó lên nối gấp đôi gấp ba khó lắm. Mấy anh em mới vào bây giờ tiền chả có tiền để mà mua những mảnh đất đắt tiền đâu. Bây giờ có ít tiền thì mua mảnh đất vùng ven, ưu tiên nó rẻ rẻ thôi. Đấy, nói nó lùng củng tí nhưng mà anh em chắc nhận được cái gì thì chắc nhận. Sợ mất tiền thì do đã mất tiền rồi, và thấy những người đi làm trước mình họ mất tiền thì mới sợ thôi. Chứ loại đầu tư đất là an toàn nhất,
khi mà các bạn đã tránh được 5 cái rủi ro mà Trức vừa đọc ở đầu thì video. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Trức nhé. Comment phía dưới, chia sẻ video này, giúp đỡ Trức và chia sẻ những giá trị cộng đồng. Mà biết đâu bạn chia sẻ video này, người nhà mình đã nhận được cái video này thì vô cùng biết ơn bạn nếu họ cần. Trức làm video nó không được hay lắm, thôi ủng hộ Trức vì hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Mình cũng làm cũng được khoảng gần một năm nay rồi nhưng mà nó cũng chưa được nuột lắm vì anh em ném đá nhiều quá nên chưa được chân chu lắm. Đây này, làm thì nó cũng chả có giấy tờ gì đâu, thế là cứ làm thôi, không có ghi chép gì cả, nghĩ đâu nói đấy, cho nên là nó chưa được hay. Nếu anh em này nhá, chỉ cần một anh em nào nhặt được một cái ý ở trong video của Trước thôi mà cảm ơn mình thì mình cảm thấy có động lực vô cùng. Mà 100 bạn xem video hay 1.000 bạn xem video này mà chỉ cần 1-2 bạn mà làm được cái gì đó thành công trong bất động sản thì mình cảm thấy là giúp đỡ được ai đó được vô cùng tuyệt vời rồi. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Trước. Cảm ơn, xin chào anh em.